Hi, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi ra đây vườn nhà mình tìm đồ chơi tiếp nhá. Wow, các bạn thấy chưa? Đây, chà chà. Hôm qua trời nó vừa mưa xong này. Đấy, đồ chơi nó lại dính bùn rồi các bạn này. Đem sẵn chậu nước này nhá. Giờ bắt đầu bới xem nào. Đây chà, đây là một em xe gì đây? Một em máy xúc này. Để capital. Đất quá. Rửa đi nhá. Này. Ra ngoài luôn, ra bỏ luôn. Ít nha. Đất quá, xúc này nha. Đấy, chà chà. Wow, rất là mới luôn này. Đây là một em máy xúc. Xúc nha, múc nước này. Táp nước. Ít sờ. Táp nước. Ekaveto. Một bạn nha. Cho vào đây. Rồi, tìm tiếp theo nào. Rất là nhiều xe này. Đây, một em xe gì đây ta? Rửa nha. Mát quá. Ra rồi. Ra là một em xe màu đỏ nha. Em xe này là em xe gì? Đây là một em xe cứu hỏa nha, free truck này. Đấy, em xe này cái vòi rồng nó này. Đây là xoay nhá. Xoay để phun nước, dập lửa ấy. Xe này là xe cứu hỏa nha. Đã quá. Mà thế nhỉ. Xem này. Rất là mới luôn. Xe cứu hỏa. Đấy, hai em xe rồi. Xem tiếp nào. Đây, dán cái lá ra. Thấy rồi, đây rồi. Một em xe gì đây? Xem nào. Giống cái đèn cảnh xe cảnh sát hết nhỉ? Xem đúng không? Đúng rồi. Police car này. Xe cảnh sát này. Xe nha. Vào đây. Wow, mới quá. Con này còn khá là mới luôn này. Rồi, police car. Đấy, xe cảnh sát màu trắng. Xịn xòi chưa? Đúng rồi, hai em xe rồi. 1 2 3 em xe nhá. Tiếp nào. Em gì đây? Một em xe đầu kéo này. Chở gì đấy? Xem nào. Đây là em tàu hỏa này. Đây là super big chan này. Đấy, tàu hỏa đấy. Đây này. Đây là em xe đầu kéo nhá. Xịn xòi chưa? Xe container ấy. Để đi nào. Đây, đất không. Xe container màu nâu. Vứt đây. Tàu hỏa nha. Đầu tàu này. Container chở đầu tàu này. Đấy. Tìm tiếp nào. Đây này. Xe gì đây? Ra rồi. Em xe màu đỏ nha. Đây là em xe xúc lật nha. Máy xúc lật. Nhìn. Pip. Xe xúc lật nha. Máy xúc lật ấy. Xúc nước lên nha. Xúc nước lên. Đẹp quá này. Nhiều xe quá. Đấy, ở đây nha. Tìm trong quán nữa. Đây, một em xe gì tí hoan này. Xem nào. Tầm mát quá nhỉ. Đây là một em máy bay nhá. Friend đấy, máy bay đấy. Ô tô máy bay cơ. Lạ quá ta. Rồi. Nhiều xe phết này. Mới chưa. Còn một em này nữa. Xem quán không. Hết rồi, còn em cuối cùng đây. Em gì đây? Một em robot này. Một em siêu nhân người máy gì ấy. Đẹp quá. Xịn xò chưa? Quá là nhiều xe luôn. Đây cả em siêu nhân nữa này. Đã quá nhỉ. Chà, nhiều xe quá. Ok, mang về thôi.